rất là ngon luôn.
Hello, xin chào mấy bạn. Bây giờ hồi chiều giờ thì Linh đã làm xong cái món chuối chiên, bây giờ Linh ăn thử ha. Rất là giòn, rất là ngon ha mấy bạn. Cho ăn thử không cha? Ngon không? Ngon quá luôn á mấy bạn. Ở nhà có sẵn thì mình kêu vừa mình đốn mình làm luôn, rất là ngon ha. Rất là dễ làm, rất là tươi ngon, rất là ngon luôn ha mấy bạn. Xin mời mấy bạn ăn cùng với Linh ha. Hồi buổi chiều ở quê Linh thì nó bình yên lắm, nó buồn lắm, không có ai hết trơn á, chỉ có cây cối xông nước thôi. Thì ngồi ở ngoài trước cửa nhà nè, ăn chuối, làm video cho các bạn. Hy vọng là các bạn thích video của Linh, tới sẽ ủng hộ Linh ha. Thì bây giờ Linh về quê rồi thì Linh sẽ làm những cái video ở tại quê của Linh luôn. Hy vọng là sẽ được nhiều cô chú, anh chị, các em nhỏ ủng hộ Linh ha. Tại vì giống như là người Việt Nam á, nên là Linh sẽ biết nấu những cái món mà thân thuộc hàng ngày ở quê, món ăn Việt Nam của mình thôi. Xin mời mấy bạn ha. Cái này thì ở quê á, Tết nào mẹ Linh cũng làm hết á. Linh làm thì không có khéo bằng mẹ Linh nè. Thế mấy bạn thấy không? Cắt chuối á, thì nó cũng... Trái chuối này thì nó không có to nên là cắt ra miếng nó cũng nhỏ nhỏ. Chiên nó cũng không có nhìn, không có đẹp, không có khéo bằng mẹ Linh đâu. Nhưng mà Linh cũng làm để hy vọng là nó cũng giống như là những trải nghiệm của Linh thôi. Thì Linh cũng cảm ơn tất cả các em nhỏ nè, cô chú nè, anh chị nè, thì đã theo dõi video của Linh trong cái thời gian qua ha. Thì hy vọng là sắp tới sẽ có nhiều người biết tới video của Linh. Nếu các bạn mà thấy video của Linh nó hay thì các bạn hãy đăng ký kênh thôi, nhớ nhấn chuông để khi nào mà Linh ra cái video mới á thì các bạn có thể xem video mới miễn phí ha. Rất là ngon đúng không các bạn thấy không? Chiều thì ở quê á nên là không khí nó rất là mát mẻ, mấy bạn thấy gió nè, mấy cái cây á thì rất là gió nhiều luôn á. Thì Linh cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video của Linh tới đây ha. Nếu như mà các bạn thấy thích video của Linh thì hãy đăng ký kênh của Linh, cho Linh một like, share ha, để nhiều người biết đến video của Linh hơn ha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.